vài suy nghĩ trong tôi. Đây là ghi lại nhật ký những suy nghĩ trong tôi về chiến lược phát triển quốc gia, vấn đề phát triển Việt Nam, vấn đề ưu tiên hàng đầu là các thành viên của quốc gia, các khối kinh tế phát triển trên toàn thế giới. Chúng ta phải gia nhập vào khối này. Ưu tiên này là khát vọng hàng đầu, là cơ bản của chúng ta trong chiến lược về chính trị, hội nhập EU, NATO, vân vân, gia nhập hòa đồng, đừng hòa tan. Và việc gia nhập này phải được thực hiện rất nhiều, rất phức tạp và liên quan đến những điều kiện của các khối liên minh này tạo ra. Nguyên tắc là phải mở hơn trước nữa, nghĩa là chúng ta phải mở cửa nhiều hơn trước, thông qua việc phát triển các cơ chế ổn định, đảm bảo dân chủ, pháp quyền và tôn trọng, bảo vệ con người, các dân tộc thiểu số, phát triển nền kinh tế thị trường có khả năng chịu được áp lực và cạnh tranh đối với các khối kinh tế hài hòa, thực hiện các cam kết do thành viên tổ chức thực hiện. Ưu tiên hai là phát triển kinh tế thị trường cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế công bằng, thúc đẩy đổi mới, xây dựng liên kết tốt hơn giữa khoa học công nghệ và kinh doanh, tăng năng lực cho người nghiên cứu, phát triển hơn cả là ngành công nghệ thông tin và truyền thông mới, thông qua việc cải thiện thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển, thúc đẩy đổi mới tinh thần kinh doanh, thúc đẩy xã hội công nghệ thông tin. Ưu tiên thứ ba là việc phát triển nguồn nhân lực, tăng việc làm, tạo sự tăng việc làm mới, thu hút được các chuyên gia, nâng cao chất lượng và điều chỉnh lực lượng lao động, tăng cường đầu tư và nguồn nhân lực thông qua việc chúng ta có thể ngăn chặn các tình hình xấu bằng cách cung cấp các điều kiện việc làm tốt hơn, tăng cường sự điều chỉnh lao động và đạt được sự linh hoạt lớn của thị trường lao động, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực thông qua chất lượng cao và giáo dục hiệu quả, giáo dục liên tục, hòa nhập xã hội, xúc tiến việc làm của thanh niên, đầu tư vào y tế công cộng. Ưu tiên thứ tư là phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển cân bằng giữa các khu vực, tăng cường sự hấp dẫn của đất nước giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì cần phải cung cấp và khai thác ở mức dịch vụ du lịch, ở mức khoáng sản, vân vân, mức độ dịch vụ, thông qua việc chúng ta tăng cường cơ sở hạ tầng nâng cao và các hệ thống giao thông vận tải, cải tiến những khu vực mà yếu kém, xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng tiện ích, cấp ví dụ như là cấp nước, xử lý nước thải, quản lý nước thải, giảm các khu vực nghèo và tăng cạnh tranh những các khu vực, thúc đẩy vùng cân bằng và sáng kiến phát triển địa phương bằng cách mở ra những khả năng khác nhau cho sự hợp tác với tư nhân và công, sử dụng đầy đủ thông qua không gian như là một nguồn lực phát triển trong khu vực, phát triển bền vững cơ sở hạ tầng năng lượng phù hợp với sự phát triển của kinh tế năng động và nhiều dự kiến.